Con tên gì? Con tên gì hả? Nhớ con không? Nhớ mà quên tên rồi. Thì con nhớ đặc điểm nhận dạng con là gì? Tú. Tú hả? Một mà. Là sao? Tú nhớ sao? Nhớ Tú không? Nhớ. Nhớ con sao? Tú đi cho gì từ thiện mà. À, chú cho nhiều tiền, cho đồ, cho làm đồ thiện. Cho tiền nữa đó. Đúng rồi. Nhớ không? Nhớ. Là Tú hay cho gì? Bà có dán miếng dán không? Ừ, dán vô dán. Vô quà là miếng dán nha, miếng dán vô quà là nè. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn con nhiều. Hôm bữa nấu đồ ăn đó nhớ không? Nhớ. Nhớ không? Nhớ. Nhớ sao? Tú nấu đồ ăn cho mấy bà lão ăn. Dạ. Đợi bà con đi. Dạ. Đẹp trai ghê. Đẹp trai mà không nhớ. Đúng. Đẹp trai mà không nhớ. Ờ đúng rồi. Nhớ không? Nhớ kỹ đi. Nhớ kỹ rồi. Nhớ kỹ rồi phải không? Là con tên gì? Nhìn lẹ không à? Thôi đừng có nhắc mà, không nhớ đâu. Dạ. Bà bị mù. Bà bị mù nên không có thấy. Bà ơi, dầu nha bà. Dầu gió. Dầu gió nha bà. Dễ mà dầu gió. Còn đây là miếng dán nha. Miếng dán. Dán lưng, dán lưng. Không nhớ rồi ta. Dạ. Thì gì? Nói đi gì nói, đưa con nói. Rồi không lấy ăn, không lấy ăn nữa. Vì vô phát không nói. Nhớ ai không? Tên gì? Thôi không nhớ đâu. Xài dầu nước hay dầu 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 là chọn đi, mình chọn dầu đi. Dầu này rất là xịn nè. Ôi, dầu nước xanh rồi. Dầu nước xanh ai cũng mê ha. Dầu gió miếng dán đâu xanh thôi ta. Dạ, bà muốn dùng gì? Mình muốn xài gì? Dầu gió miếng dán, dầu xanh. Dạ là có dầu xanh. Mình có muốn xài miếng dán không? Không xài miếng dán luôn hả? Miếng dán cho nó dán đâu luôn cái gì? Nhiều khi đau đầu rồi vậy. Dạ. Bà có dầu chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Cái dầu này xịn lắm, 100.000 chai á, chứ không phải dầu rẻ đâu. Dạ, 100.000 một chai dầu này đó. Nhưng mà nó tốt, có nghĩa là mình... dạ. Nhưng mà cho dầu tốt hơn, tiền không cần đâu. Dạ, tiền bữa sau xuống chưa? Dạ. Dạ. Là xài dầu nước hay là dầu gió? Dầu này xịn, rất là tốt. Nó nhỏ mà nó tốt, xịn lắm. Của Thái Lan á. Cái xài dầu cù là nó lớn hơn. Dầu cù là. Ok vậy là. Dầu. Ủa chị mới vô hả? Đâu biết đâu. Ủa sao đâu thấy đâu ta? Có xài cầu dầu cù là hay dầu gió? À. Bây giờ dầu này nhỏ mà xịn nè. À. Mà dầu này bự mà rẻ tiền, xài loại nào? Xịn đó. Dạ rồi. Xịn, dạ rồi. Cao dán vậy. Bà muốn lấy cái này hay lấy cái nào? Bà lấy cái này thôi. Rồi. Đây, thêm cho. Ok, đây. Dạ, đi. Đây đó. Trời ơi, sao đi ốm gì vậy? Để coi nhớ. Duy mở cái ra coi. Nhớ ai không? Ai đây? Tú. Ai? Trời ơi, nhớ hả? Ai? Tên gì? Tên gì?